Alo Mỹ Du nha, lên cho Mỹ Du hai cặp nha. Cả ba cặp hồi tối thì có người mua rồi. Giờ còn hai cặp. Còn số 1 là Estin 030 nha. Này hàng hệ luôn á. Con này đã nổ rồi nha, về giật nghe nổ rồi. Đủ đồ không thiếu cái gì nha, con này đẹp. Trắng tinh nha. Bình xăng One Pro không thiếu cái gì, đã nổ. Con này máy đẹp nha. À, cầm nè, cặp này bán cho mấy chú 1 triệu nha. À, 1,5 triệu nha, hai con 1,5 triệu con này luôn nè. Con này dân đó là một cặp, con này thì hơi còn ngon nha. Đó, test thì không có lửa mà kéo hơi thì máy còn hơi còn chắc lắm nha, chưa gắn bugi nha. Mặt tiền đẹp, cặp này bán cho mấy chú 1,5 triệu nha. Tiếp theo là cặp này M Culoc nha. Con này là máy bình xăng nhựa luôn nè, Culoc Pro nha, 610, con này 61 cc cỡ đó nha. Nè, dạng áo nè, lược nè, này mặt tiền đẹp, xài đồng tiền luôn hay sao á. Con này đời, nói chung đời cao nha, đó, xài đồng tiền luôn, ai về làm được thì làm nha, mồi xăng nổ luôn rồi nha. Đó, này con mồi xăng nổ luôn, để mồi cho mấy chú. Bà mẹ nó cấn cái này nó khó mồi mấy chú ơi, gài ga đâu trời. Nó ra không được. Đây, chung con này mồi nổ rồi nha, để giữ ga này. Này về làm bình xăng lại là ngon luôn nha. Rồi, lúa nha. Con này đó, con này đời cao, nổ nghe ok phết nha, mồi là nổ nha. Chú về chú làm đường xăng này nè, với lại ống xăng là lùm nha. À, một tay khó làm quá, hơi căng lắm nha mấy chú nha. Em này mồi xăng nổ nha, con này thì cũng y con kia mồi xăng luôn, là nổ nha. Hai con này siêu vip, xài IC luôn nha. Cặp này bán cho mấy chú 1,1 triệu thôi, về ai làm được làm nha. Cặp này bán cho mấy chú 1 triệu, đủ đồ hết nha, không thiếu cái gì. Rồi, hai con này mồi nổ luôn nha. Cặp này 1 triệu, cặp này 1,5 triệu nha, được thì